Tết nhất rồi, sửa sang đi tứ cây cối gì rồi. Xe chạy cũng đỡ ha. Tết nhất rồi, tứ quả cây cho ăn Tết rồi chứ. Ông dây nó mất sức nữa tờ. Cây khu gan khu khóc cho anh Tết tới rồi. Ba cây đủ ngày trồng. Đừng nó còn hơn là trứng mỏng nữa. Mới có trái chiến nè. Được có mấy trái đây. Mua thật ra chút nữa. À mày không chút hoài vậy. Ống này dở vô ta. Chúng ai cái tị vậy. À, đủ đủ người trái nè. Trái được mấy trái đây. Rồi mít thì chưa nó vừa nữa nè. Vừa gặp 5 hay 5 nó mới có trái à. Đủ đủ nè, cái này nó bự chưa trái không biết. Cà ri. Ớt, mít. Bông trang. Trang chồng bằng trang cũng hạt cũng ông bà đồ Tết là tứ ba này cái bà đu đủ này kiếm tiền Tết đồ chứ ai có mua bán bảy kiếm tiền đồ xài đồ cũng được tiền xài đồ này kia đồ trái này cũng kiếm được Tết năm nay bán mắc à 50.000 trái mới bán à nè trái to to không trái này để im tiền im này. Năm nữa là nó có trái rồi đó, mít nè. Rồi bông trang nè. Còn cây ấy này chết queo rồi. Gì đâu mà tứ. Nắng hạn quá trời quá đất nắng hạn hán gì. Không có gì được hết trơn. Đủ dừa tứ mít đồ này kia đồ. Chút nữa rồi, bà mày. Bóng đẹp quá trời. Tết thằng ngoài vui chơi chân trời. Bảy. Làm gì ông Bảy? Cây đồ nó kia ăn Tết đồ. Tết hôm nay chơi tới cây trời. Đi chơi. Đủ rồi, ai bán cái tiền cho Tết rồi. Tết tôi đi chơi Tết tứ cây trời. Anh đâu vậy? Đi chơi nè. Nó này. Cái gì đâu? Cây đủ nè, tôi tính hơn cái gì nè. Đủ nè. Ừ. Tôi nè không, cái nè không. Nó nhỏ mà có vỏ nè. Đủ đi không trời. Nói dài dài đi thôi nha, đừng có bẻ đồ ao nha. Ồ. Trái này Tết chừng vài bữa chừng được rồi nè. Nó gì hả? Đâu vậy? Cái đủ này gì? Rồi, trái này gà, nó không có gì ngon chứ đó. Đủ này vài bữa chừng được rồi nè. Ồ, một khôn kìa ông này, cái nó rớt lên nó đè nhánh này. Để tao bán được cái tiền xài Tết rồi chứ. Không làm gì đâu, lại ông con coi nhìn nó còn chứ vậy. Mày nhớ nó, mày đi tới đâu mà lại hóa tới đó. Mày ghê mày chứ lắm. Đấy rồi. Tết nhất rồi. Tôi đủ nhiều quá cho một cây về trồng trời. Cái này có trái. Một cây này là 1.7 tỷ tôi chưa bán nữa nè. Ôi cái này có trái nè. Trời ơi đừng có gỡ luôn. Mới có cái này á. Rồi rồi không phải nha. Trời ơi. Trời ơi. Đi gan à. Cái này nó bị hư kìa. Đó nó xanh gì? Bị hư kìa. Trời cho con cây trồng vậy. Nổ gì ăn trồng ăn đi. Trồng biến trồng là xanh.
nậu này xin có cây không cho trời. Cho tao trồng thấy tưới nước cực khổ không? Cây nào đây tao chẳng ngu nè, bắt từ cũng đâu phải không? Nhất là tao cưng cây này nhất nè. À, nhỏ mà thấy không? Cây này đẹp ghê không? Bóng lộng. Cây đủ cây đẹp không? Trời. Trời cho cây về về trồng đi ông bảy. Ồ. Cây nhỏ. Thiệt. Ồ. Cho đi. Ừ, giờ rảnh không rảnh uống trà nè, rồi tính cây giờ nè. Ông ơi xin cây cũng cho thôi về quá. Dạ. Ừ. Được. Ông đi vô nhà. Có đủ chồng nhóc hết trơn mà xin cây không cho. Già hiểm. Nổ hết nguyên giường đủ mới vừa lọc. Đi đâu mà không, cái này không nổi. Dạ. Cây này nhiều trái quá, nhỏ thì nó chết uổng. Cây đó cũng rau bự quá. Cái gì vừa ta? Đủ cây nào nó cao cao không mà trời. Mấy anh vứt mẹ cái này đi, cây này cái gì hết. Cây không ông nội. Xíu nữa. Xíu nữa thấy mùa cha. Cây này. Cho cả cây này nhỏ. Cây này vậy. Giờ cho ông vô chỗ ông ngồi uống nước trà hay gì. Không biết ăn cơm nước chưa. Hay là ăn cơm không biết. Bảy ơi cho con xin cây dời con trồng ngang bảy không? Tao nghe đâu. Trời ơi. Nãy em nói cái vàng cái bạc của ổng gì nè, cây này cái vàng cái bạc của ổng gì nè. Từ hai chiếc chiến hả? Ừ, trời. Nghĩa ra lộ cáo phát à, bây giờ áo phát là tao mời đi ăn đám mà chưa đi nữa, mời đám cưới đâu mà áo phát mà chưa đi nữa. Trời ơi. Ủa trọng kính đi chạy. Nội em chọn thì chị heo qua lại hoài ông nội.
Ứng cây gì trồng sẵn rồi đem về trồng mau ăn gần chết không chịu, kêu ương hộ trồng biết nào rồi. Mời đem, mời đem. Biết nào lên có ăn trời. Bé ơi. Bé ơi. Mát luôn. Có cây dù này đi về tới nhà khỏi sợ nắng. Bái ơi, bái. Kêu tao gì không? Tao ra nè. Tao tính cũng sửa sạn đi uống phê nữa. Ngày trưa rồi đi uống phê nữa. Kêu làm gì? Trời ăn ăn uống người uống phê hoài vậy trời. Đi uống phê chưa rồi? Uống phê chưa? Kêu làm gì? Đủ nhiều quá cho xin cây nè. Đủ gì đủ xin. Giận nó hen. Tết nước tao trồng để tao bán mà xin. Xin cây đủ nha. Mày lại là tao sợ nó phá cửa không? Mày lớn lắm. Phá cửa chi trời? Con có vô đâu, con đi về rồi. Về được tốt. Đi có chuyện gì không? Xin cây đủ. Cây đủ, đủ gì xin? Đủ đâu xin? Vậy đúng. Trời ơi. Bà mẹ mày ra mày xìm mày nhổ cây đủ thôi. Thôi tôi nướng một cái sọt à. Xin cây đủ. Ô là trời. Cây đủ tao cưng còn hơn là gì nữa. Chồng chứ ngộ biết nào có cháy. Mày rảnh quá trời rảnh ha. Nhổ cây, nhổ cái nguyên cây luôn hả? Có đâu, nguyên rễ luôn nè. Ừ là trời cây đủ. Quá mẹ mày ra mày ra mày. Mày mày về mày. Ừ là trời. Giò đau á đi chứ. Không phải. Trời mày ơi. Giò đau. Ai về nha. Tao mắc được mày cái tao bẻ giò mày liền. Con cái ai đâu á. Xanh nó uổng tiêu uổng nghệ thiệt chứ. Uổng tiêu uổng nghệ mà uổng lá mòn quân uổng công tụt quần mà trèo lên tụt xuống nó phá gì nó phá giữ thằng nó phá không biết. Tiêu uổng nghệ mà uổng lá mòn quân uổng công tụt quần mà trèo lên tụt xuống nó phá gì nó phá giữ thằng nó phá không biết. Tiêu uổng nghệ mà uổng lá mòn quân uổng công tụt quần mà trèo lên tụt xuống nó phá gì nó phá giữ thằng nó phá không biết. Con cái gì đâu nhà ai đâu mà phá. Cái đủ rồi. Chồng mới lên được cái tá chiến à. Vậy nó nhổ gì đó. Tàn ác không. Nhổ gì nè. Thôi nhổ mẹ hết luôn đi. Cây đó tao cưng trời đất nè. Nhổ gì đó. Còn gì không. Ôi là trời. Tao mà bắt được hồi nãy một cái nữa. Tới số. Hết luôn rồi. Nhổ trong lỏng luôn rồi. Cây đủ mình tâm huyết mình trồng lo cái tầng ngay cây đủ, đủ vàng đủ này ngon nhất nữa. Trồng dưỡng biết cái lâu nữa rồi. Nó nhổ, nó gan cây đủ luôn à. Nè, thôi nhổ hết mẹ luôn cho rồi đi. Nãy ngu chi đi nấu gì chi trời, nó cây đủ này chi, cho nhổ cái gan cây đủ luôn à. Đem về bển trồng luôn à. Đem đi trồng rồi. Bà mẹ này cây đủ tâm huyết của mình. Trồng chân hưu tứ, ngày, bữa hai giá. Mà nó nhổ đi vậy. Nhổ gì đó. Tao mà gần tao bắt được mày một cái thế nào bắt được ha. Tao nắm được mày một cái tao bẻ giò mày. Bẻ giò mẹ tao cho đi ta làm mày sớm.